đề xuất chi 230 tỷ đồng hỗ trợ lao động tự do mất việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn vừa ký văn bản khẩn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất chính sách hỗ trợ lao động tự do bị mất việc do ảnh hưởng Covid-19. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng trên một người, hỗ trợ một lần. Số lao động dự kiến được hỗ trợ là 230.000 người với tổng kinh phí là 230 tỷ đồng lấy từ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh và các nguồn hợp pháp khác. Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người lao động được hỗ trợ cần đáp ứng 3 điều kiện. Thứ nhất là mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Thứ hai là cư trú hợp pháp tại địa phương. Trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận. Thứ ba là làm một trong 6 nhóm công việc, bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố, không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, bán lẻ vé số tự động, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe bao gồm cả bảo vệ, làm việc tại một số địa điểm phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách này nhằm hỗ trợ cho lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động, bị giảm sâu thu nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Trường hợp đối tượng thuộc diện được hưởng 2 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một diện cao nhất. Dự kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề xuất phương án hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của Covid-19 trong kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 diễn ra vào ngày 24 tháng 5. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.